tí thì bây giờ là à, học là để hệ thống lại và có thể là mở rộng thêm đúng không nào? Đấy. À, điều đó thì rất tốt thôi đấy. Đó. À, biết ừ. thì là cái tốt. Chỉ có điều là mình biết là các bạn tự học, à, có thể là các bạn tự học là các bạn nghe nói thì tất nhiên là chưa có hệ thống thì lúc đó là à, nó có thể nói nó không tự 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 tin và có thể nói sai. Đó. Nhưng mà học vâng. có hệ thống, học có hệ thống thì chúng ta sẽ tự tin hơn và chúng ta sẽ nói nó chính xác hơn đấy. Đó. À, tạc bột. À, thế như vậy là. À, hôm trước là em đã đếm được tổng cộng là bao nhiêu từ? 44 từ à? 41 từ À đó thế à, sau khi học cái bài hôm trước thì em thấy như thế nào? À à thế thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục à, Sau khi mà em có nhận xét như thế thì đấy là điều rất tốt Và à cái cách học của em thấy là rất tốt đấy Tích cực thế là rất tốt Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp, tiếp tục bài học của chúng ta nào À hôm nay chúng ta sẽ học à, chữ cái số 20 Chúng ta 19 chữ cái rồi mà Chữ cái số 20 và chúng ta đã học 41 chữ cái ở đây cái A 41 từ mới đây tính từ vựng theo những cái từ vựng có có ở trong cái bảng chữ cái này cho nên là chúng ta cứ tiếp tục tính như vậy và em sẽ cộng thêm vào các vột à thế như vậy là chúng ta sẽ có chữ cái và có âm r r r đấy đó âm r ru chúng ta cùng đọc nào từ thứ nhất là người bạn trai druk druk À, chúng ta nhìn thấy ở đây có âm g đứng cuối từ chúng ta biết rằng âm g đứng cuối từ sẽ bị đọc thành âm k, à, đó chúng ta sẽ có âm k đúng không nào đấy đó bởi vì sao à, cái đấy chúng ta biết rồi hữu thanh vô thanh biết rồi đấy à, tác vột à, chúng ta đọc là druk druk à, đó tiếp theo nào à, chúng ta có từ thứ hai padruga pa padruga 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 pa Padruga. Padruga, đó là một cô bạn gái đấy, cô bạn gái. À, tạc. tiếp theo chúng ta có từ carta, 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 carta. À, là tấm bản đồ. Tiếp theo có từ gorat. Gorat. Gorat là thành phố đấy. Gort. À, tiếp theo là chúng ta có từ brat, 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 brat là anh brat. em trai, anh được, em được. À, người Việt chúng ta thì rất rõ ràng là anh trai hoặc là em trai, nhưng người Nga thì không quan trọng nó cứ là à, ở trong gia đình nó là có thể là anh có thể là em người ta chỉ cần gọi nó là brat thôi là được rồi đấy tất nhiên là có nó sẽ có những cái tính từ nó phân biệt đó là à, người lớn hơn tuổi và người ít hơn tuổi đấy người ta nói là à, anh lớn hơn à, là người lớn hơn tuổi à, và à, đứa ít hơn tuổi thì nó là thành anh và thành em nếu mà khi cần xác định thế còn bình thường người ta chỉ nói brat thôi đấy tức một chúng ta có từ em gái à, chị em gái sistra Sistra. Si Đấy, đây viết là xe, đọc là y. À, đây chúng ta lại học thêm một cái nguyên tắc ngữ âm nữa. Là nếu như âm ye đứng ở trong từ mà không cho, có trọng âm, đứng trước trọng âm thì bị đọc thành y. Đây đọc là sistra. Sistra. là si sistra. Đấy. À, đó là chị em gái. Chúng ta có từ raskas. 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 Ras, ra, Rascas và âm giờ này đứng cuối từ là âm hữu thanh bị đọc thành bô thanh là âm rascas rascas à đó là một câu chuyện đấy một câu chuyện về cái gì đó đấy đây là à, cái bìa của một cái câu chuyện gì đó đấy à, Gansco đó là tên của một cậu bé à, đó là à, một câu chuyện kể rascas rascas à, tiếp theo chúng ta lại có từ carta carta, carta, carta tên đây nó có hai từ, à, từ thứ nhất là từ bản đồ, bản đồ. từ thứ hai là cái quân bài đấy, à, quân bài. À, các bạn mà hay chơi bài chẳng hạn thì chúng ta à, thấy đó là cái carta, carta, carta. Carta. À, carta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại toàn bộ phần từ mới nào, à, đọc lại toàn bộ phần từ mới chúng ta nào druk, druk, K. Padruga Padruga padruka, à, carta, carta, gorot Gorat. À đây có âm đờ đứng cuối từ bị đọc thành âm t. Gorat. Gorat. Brat. Brat. Sistra. Sistra. Raskas. Raskas. Karta. Karta. Đó là âm r. Âm r. số 20, chữ cái số 20. Bây giờ chúng ta sẽ xem âm l. L. À, chữ cái l. Le. Đấy. À, le. À, đó. Đó là chữ cái l. À, âm r l à, âm này rất dễ đối với người Việt, cho nên chúng ta nói những cái âm mà l đứng trước thì dễ, nhưng mà l đứng sau thì sẽ hơi khó đấy. đó. ví dụ l mà đứng cuối từ thì các em sẽ hơi khó đọc một tí, chịu khó đọc cho nó rõ nhé. À, chúng ta sẽ đọc là lampa, lampa cái đèn, stool, stool đúng rồi, stool, stool là cái ghế đấy, cái bàn cái ghế, lột liot à đây có âm đờ vị đọc thành âm liot liot nước đá clay 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 ai ở nga thì biết clay là cái gì rồi đấy đó là cái keo dán cái gì đó clay gọi là clay limon là limon 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 là quả chanh đấy ở nga thì chỉ có cái quả chanh này thôi chứ không có cái quả chanh lime giống quả chanh ở việt nam à, limon 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 có âm nào. đấy glass class đó là lớp học class Blue Blue đó là một món ăn lưu bộ lưu, bổf. lưu bổf, đó là à, lưu có nghĩa là tình yêu đấy tình yêu lưu bộ ở à, đây chúng lưu ta nhìn thấy à, chúng ta nhìn thấy có âm gì nào à, chúng ta nhìn thấy có âm à, à, V là âm đứng cuối từ âm đứng cuối từ. À nhưng mà cái âm này nó do nó đứng cuối từ cho nên nó bị đọc thành âm phở là âm vô thanh tương ứng ở trong cặp. Nên đọc là lưu bộ phở phở, lưu bộ phở, lưu bộ, bộ. À cái việc mà cái dấu mềm đứng đằng sau nó nó không có nghĩa là nó chưa phải là đứng cuối từ đấy. À vậy thì ở đây à, cái dấu mềm ở đây nó không được tính cho nên là cái âm vờ này, à, tuy nó đứng trước một cái dấu mềm nhưng mà nó vẫn bị coi là đứng cuối từ. Và nếu là đứng cuối từ nó là phụ âm hữu thanh cho nên nó bị biến thành phụ âm vô thanh là lưu bộ lưu bộ, ph". bộ ph. đấy lưu bộ ph. à chúng ta có từ ph. à lưu bộ ph là tình yêu đấy salad 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 đấy salad 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 đó là món salad luna 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 là mặt trăng vionka 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 đấy vionka 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 đấy vionka à chúng ta quay trở lại nào À đọc lại nào. Lam Lampa. Lampa. Nam stool. Tác. Stool. Stool. để Đã kéo dài cho một tí. Đấy, liot. Stool. Liot. Clay. Clay. Limon. Limon. Glass. Glass. Blued. Blued. Liubov. Liubov. Salat. Salat. Luna. Luna, vilka. Vilka, vilka. Vilka, vilka. 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 À, đó, đây em đọc thành âm n rồi. Đấy. em đọc như là có cái âm l cuối này. Stool, stool. Nói nào. Stool. Đấy, Bây giờ chúng ta không đọc chữ k, chúng ta chỉ đọc chữ l cuối. Vil. Vil. Đấy. Vil. Đúng rồi, vì ê À, đó, vẫn chưa đọc được đấy. Vil. Vil. l Vilka. a Vilka. 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 l Đấy, gần -l như là vì ca kiểu thế. Đấy, nhưng mà không đọc chữ L đấy. Vilka. Vilka. À vẫn vì chưa đọc được ca. Đấy, Em vẫn đọc chữ Vilka. À, à em em vẫn đọc được thành chữ N đấy. Đó, em đọc là Vil Vil đấy. À Vil. À à хорошо. À chúng ta sẽ có từ à Vil l, l l không thôi chứ không có cái âm k. Vil. 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 Đấy đó gần như là chữ e là v v i l đấy vil vil đấy sau đó nói chữ cả vil à, cả vil cả đấy tạm tạm như thế cũng được đấy vil cả chứ đừng nói vin ca đấy vin ca thì không đúng vil cả vil cả cả à đó thì như vậy cần phải luyện cái âm này đấy à thế bây giờ rồi phải bảo Christina nó dạy cho anh nhé. Thì thầy, thầy, thầy hôm con nói với nói chuyện với nó chút nào không? Thế này, concert, Concert. 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 Đó si -s -s là buổi hòa nhạc đấy. Buổi hòa nhạc. tục. tục. tục là bông hoa. À, chúng ta có từ rất ngắn. Tsech. Xe Tsech. Xe Đó là Ch cái xưởng đấy. Ví dụ các em có xưởng may thì gọi là Xe Tsech. Đấy. Cái xưởng này có máy móc thì gọi là cũng gọi là xưởng. Tsech. Tsech. Chúng ta có từ stansia. Stansia. Stancia. Stancia. Đó là cái bến metro. Stancia. Nói nào. Stancia. Stancia. À, đi metro bao giờ chưa? Dạ rồi. À, rồi. Đấy, хорошо. Chúng ta cùng đọc lại nào. Center. Center. цирк, Cirque. Cirque. Cena. свет, Svet. Svet. Concert. Concert. Svetok. Svetok. Cech. Cech những cái từ này không yêu cầu em phải nhớ nhưng yêu cầu em phải đọc được đấy à, những cái từ này dùng để làm cái gì những từ này dùng để luyện nói em hiểu đấy em ngồi em luyện nói ừ. ở nhà nói thì cho nó quen cái những âm tiếng nga chứ còn chúng ta có thể trong cuộc đời chúng ta không dùng những cái từ này ví dụ từ căn xẻ khi không dùng đến đấy cái từ xét khi không dùng đến đấy à, thế nhưng mà những cái từ ví dụ xét nà chúng ta có thể dùng đến đấy sviet dùng đến thường xuyên hàng ngày đấy à đó thế ừ. vậy thì những cái từ này có thể là những từ dùng đến có thể có những từ không dùng đến nhưng cái quan trọng hiện nay đối với em là à, các em bảo thầy thầy dạy những cái từ này làm cái gì để cho các em luyện đọc đấy hiện nay các em ừ. chưa biết đọc câu thì các em hãy luyện đọc từ đi Đấy. đọc được từ xong rồi mới đọc được câu cho nên là cái việc này rất quan trọng nhé đó tiếp theo à, chúng ta sẽ à, đọc chữ cái số 23 mươi à, chữ cái số 23 có âm i i đấy nó chả có gì khó cả giống hệt âm i trong tiếng việt cái điều nó ngắn thôi đấy à, nó có trong một vài từ cái số lượng từ mà có cái âm i này ở đứng cuối này hầu như rất là ít à đấy chúng ta có từ à, trăm vài trăm vài. vài đấy cái tàu điện đi tàu điện trên nào chưa chưa nhìn thấy rồi à? nhìn thấy nhìn thấy chưa vâng, nhìn thấy rồi à nhìn thấy nhưng rồi. mà chưa bao giờ đi đấy à, tàu tramvai 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 à, musey 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 đó là uh, musey đó thế. là viện bảo tàng đấy tramvai là cái tàu điện đấy à, chúng ta có từ mai mai mai, mai là tháng năm đấy mai là tháng năm à, à, hoa nở chim hót đấy à, mai là tháng năm mai. À, mai cả Maika Maika đó là cái áo mayo ô. Đấy, à, chúng ta có từ xì nhỉ, xì nhỉ, xì nhỉ đó là màu xanh dương này. Đấy, xì nhỉ, xì nhỉ. Chúng ta nhìn nhì. thấy đây là có âm y đứng ở tận cùng. À, đây là một dạng à, người ta gọi là tính từ. Tính từ chỉ cái gì? Chỉ tính chất, tính chất hoặc màu sắc đấy. À, đấy. Còn những cái từ này là chỉ đồ vật. Đây chỉ đồ vật à, thì nó gọi là danh từ. Vậy thì danh từ chỉ đồ vật, con người, động vật đấy à thì gọi là danh từ à, cái từ mà chỉ màu sắc chỉ tính chất thì là tính từ dần dần chúng ta sẽ làm quen ừ. những cái việc đó đấy đó các bạn tự học mà các bạn học, học bồi các bạn không bao giờ biết những cái điều đó mà không biết điều đó thì sẽ gây cản trở cho các bạn trong cái việc cấu tạo câu đấy về sau này à, muốn tự cấu tạo câu muốn tự nói được thì chúng ta phải biết xây dựng câu muốn muốn biết xây dựng câu thì biết tự biết từ loại đấy tạc chúng ta có ừ. từ nói lại nào mai cả mai cả tram vai tram vai xin si Sim. Musei. Musei. Mai. Mai. À, như vậy chúng ta đã học xong cái âm à, của chữ cái số 23 này. Bây giờ chúng ta sẽ xem chỗ cái số 24 và 25 luôn cho nó nhanh. Đấy, 24 và 25. À, chúng ta sắp học xong rồi. À, ta, à chúng ta có à, hai chữ cái này. À, nó xếp thành một cặp hữu thanh vô thanh thứ sáu mà chúng ta đã biết năm cặp rồi đây là cặp thứ sáu à, cặp này nó gồm có hai âm À, hai chữ cái và hai chữ cái này có hai âm à đấy âm sờ nặng đúng không nào à, khi chúng ta phát âm cái âm này chúng ta tròn miệng lại đấy tròn miệng lại à đấy à đây thì giáo sẽ lấy cái hình đó à thế như vậy là vừa rồi chúng ta đã có cái khẩu hình đấy đây là gọi là khẩu hình của âm và âm r và cái lưỡi của chúng ta lưỡi của chúng ta phải chạm nâng lên chạm vào vòng khẩu nhé đó à, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử phát âm nào chúng ta có một vài cái âm như sau đấy ừ. chúng ta có từ machine machine à đây có âm y thì lại đọc thành âm ư mà những cái à, âm mà y bị đọc thành ư thì có nghĩa là nó chuyển thành âm cứng em hiểu chưa đấy à thế vậy thì phụ âm đó người ta gọi là phụ âm cứng hai phụ âm sh và r là hai phụ âm luôn luôn cứng cho nên là đứng sau đó thì y sẽ bị đọc thành ư đấy à, chúng ta có từ shuba shuba, shuba. đó là cái áo lông đọc lại nào shuba 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 shuba, shuba. 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 đấy chúng ta có từ machine". machine machine là cái ô tô đấy chúng ta có từ scarf scarf là cái tủ đấy scarf шкаф. đứng rồi đấy. Chúng ta có từ жена. жена. Жена là cô vợ. À vợ gọi là жена, đấy Và anh chồng gọi là муж. муж. Муж là chồng. Đọc nào. муж. 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 жена. жена. Жена, жена. муж. Chúng ta có từ nose, 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 con dao, nose. nose, à thế em để ý thấy thầy phát âm cái âm r này nó đứng cuối từ, âm r là âm Hữu thanh đứng cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành âm vô thanh tương ứng ở trong cặp của nó là âm à thế vậy thì chúng ta có từ mu không đọc mu r đọc là moo đấy, đấy yeah. à con dao nào, nose, chúng ta có từ etash E, E, đây là đọc là E, E, Etaj, etage là cái tầng nhà, đấy, Etaj, chúng ta có từ, à, chúng ta có từ này, RK đọc là SK, đấy, Loshka, Loshka, là con, cái thìa, Loshka, cái thìa, đấy, à, đây là âm L nhé, Loshka, Loshka, à, em đọc thành âm N rồi, đấy, à, Nosca thì lại là cái gì các biết không? Nosca đó là cái chân đấy mà Nosca là cái chân. Em chưa nào, thế cho nên là nếu chúng ta nói cái Nosca mà thành cái Nosca thì người ta sẽ không hiểu. Em chưa? đấy. Đặc biệt là các chàng trai mà đi vào nhà ăn ấy, à, vào nhà hàng ăn mà hỏi cô phục vụ bàn mà em ấy cho anh xin cái thìa mà nói, à, cho anh xin cái thìa mà nói, cho anh xin cái chân thì là cô sẽ hiểu nhầm chết đấy đúng không? À có phải không? À đó. Thế vậy thì đây chúng ta có từ LOSCA Ложка. Đây là ножка. 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 Đấy. Ножка. Và ложка. Ножка. Ложка. Đó. Thế vậy thì đây là có điều thú vị khi mà đối với những người Việt Nam chúng ta... À, À, nói ngọng là cái sản phẩm của người Việt Nam chỉ có người Việt Nam nói ngọng thôi đấy đó chữ L chữ N này đó thế cho nên là khi mà chúng ta nói à, lẫn L N thì nó thành cái cái từ có nghĩa khác luôn đấy à, đó à, tác vốt cho nên là chúng ta phải lưu ý mà tốt nhất là các chàng trai mà đi vào nhà ăn mà muốn xin cái thìa mà không nói lẫn lộn L N thì tốt nhất là không nói đấy <laughs> <vote>. à, <laughs> là số chứ không có lại cô ấy lại tưởng là xin cái chân của cô ấy thì hỏng luôn à, tác vốt à, thế như vậy những chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào skaf skaf машина машина журнал journal à nal journal journal mhm карандаш карандаш à đây chúng ta nhìn thấy đây là gì nào âm a này đứng ngay trước trọng âm được đọc là a âm a đứng cách trọng âm một âm tiết được đọc là Ơ đấy trên đọc là c c c Karandash Karandash. 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 Đấy, à, chúng ta cứ đọc mạnh dạn ra thành ơ đi chẳng sao cả đấy à, đó đó là thực chất nó là một cái âm an ngắn âm an ngắn thì nghe nó hơi giống ơ một tí đấy Karandash. 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 cái bút chì Shubba. Shubba. Jena. Jena. Mush. Mush. Nosh. Nosh. Loshka. Loshka. Vilka. Nos. Vilka. Nos. Nos. Noshka. Noshka. Etage. Etage Tất cả đều có hình ảnh hết chứ hai từ này. Etage đó là cái tầng nhà và noska đó là cái chân đấy, cái chân. Chân của con búp bê, ska. chân của em bé nó nhỏ nhỏ, chân xinh xinh gọi là noska đấy. À tiếp theo nào, chúng ta sẽ cùng nhau xem bốn âm luôn. À bốn chữ cái có bốn âm. À đây là bốn nguyên âm đôi của chúng ta mà chúng ta đã nói ngay từ đầu đấy. Chúng ta xin nhắc lại một tí nào. Trong tiếng Nga có tổng cộng 10 nguyên âm trong 10 nguyên âm của chúng ta có 6 nguyên âm đơn A, O, U, E, U, I Và chúng ta có 4 nguyên âm đôi Ya, Yo, Ye, I I, Ye, I, U Đấy, à, đó Thế nào gọi là một nguyên âm đôi? Một nguyên âm đôi gồm có hai âm ghép lại với nhau à, Đó là âm I cộng với âm A thành âm I, yeah. cộng với O thành io io I, U đấy đó. À theo như à, bây giờ em để ý ở trong 10 nguyên âm này thì chúng ta nhìn thấy có 5 nguyên âm màu xanh và 5 nguyên âm màu đỏ. À tại sao lại như vậy? Bởi vì 5 nguyên âm màu đỏ này đó là 5 nguyên âm mềm, lúc nào nó cũng mềm. Nó cả à, xin lỗi em. À đó thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy đó là gì nào? Đó là à đó là ừm 5 nguyên âm đơn thì là 5 nguyên âm cứng. Đấy chứ À 5 nguyên âm đôi à bốn nguyên âm đôi cộng với nguyên âm y thì là 5 nguyên âm mềm đấy à đó thế, thế vậy nè. thì à từ cái bài 1 thầy giáo đã nói với em là luôn luôn lúc nào nói cứng với mềm à, thầy bảo à, em sẽ hỏi là Thầy lúc nào thầy nói cứng với mềm nó là cái gì vậy đấy à, đó là điều rất quan trọng khi mà chúng ta kết hợp với phụ âm nó tạo thành một cái âm mềm hay âm cứng thế vậy thì âm mềm hay âm cứng thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó sẽ có những cái biến đổi đuôi khác nhau em hiểu chưa đấy à đó thì biến đổi như thế nào thì à, ở đây thầy dạy chỉ nói lại với em rằng là đây chúng ta có năm nguyên âm đơn này là năm nguyên âm mềm à năm nguyên âm cứng à, đơn thì là cứng thế và bốn nguyên âm mềm này là bốn nguyên âm à bốn nguyên âm đôi là bốn nguyên âm mềm cộng thêm một nguyên âm đơn y này nữa nó cũng là nguyên âm mềm đấy đó thế còn để làm cái gì thì à, khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp cụ thể thì chúng ta sẽ nói rõ đi nó hơn nhé chỉ cần nhớ như vậy đã à, tác bột à, thế bây giờ chúng ta sẽ có các từ mới như sau chúng ta có từ giảm mà mà là cái hố đấy chúng ta có từ miột Mute. À, miột à miốt là mật ong chúng ta biết từ liột l thì là liột là nước đá đấy à, miột thì là mật ong chúng ta có từ ra si à chúng ta nhìn thấy đây có âm a âm o đứng trước trọng âm bị đọc thành a các phải không nào đấy mặc dù nó cách hai phụ âm nhưng mà nó vẫn được coi là cái cái âm tiết đứng trước Mình. trọng âm à âm tiết đứng trước trọng âm, nên nó bị đọc Mình. là a nên chúng ta đọc là russia russia, russia. russia. đọc là em... russia. À nhấn mạnh vào i đấy russia russia russia, russia. russia. À, có bài hát như vậy đấy russia rojinamaya đấy à nước Nga là tổ quốc của tôi Russia à Russia. chúng ta có từ inot 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 inot, inot. inot là con inot. gấu mèo inot là con gấu mèo đấy inot là con gấu mèo thấy chưa nào đấy, đấy. à đọc là inot đấy tại sao đây đọc i bởi vì sao ừ. chúng ta đã biết là Ye đứng trước trọng âm bị đọc thành i nhưng đọc inot inot đấy à nếu mà chúng ta nghe nó hỏi bây giờ hỏi Christina nó bảo đây là ie đọc là ie ye. À, ye not thế nhưng mà đến khi nó đọc nhanh thì lại thành y đấy nốt. à thế chưa à thế vậy thì hóa ra là gì nào về nguyên tắc ra âm này là âm Y. thế nhưng mà do là đến khi chúng ta đọc vào trong từ nó bị nhiệt hóa thì nó mới thành y thế còn bình thường đó em bảo nó phát âm cho em thì nó phát âm thành ye đấy em hiểu chưa nào? đấy à, đó cho nên em cứ nói nốt. trong khi nói em nói nốt là người nga sẽ hiểu ngay lập tức đấy thế còn nếu là em nói yenot cũng được thế nhưng mà gì yên nốt nghe nó dài hơn một tí nó mất thời gian hơn một tí đấy tương tự như vậy chúng ta có từ yinđa đà ít đà đấy là yên đà chứ là y đà đấy cái đứa trẻ con à con Ida. nhà thầy nó con nhà thầy luôn, luôn là nó 4 tuổi thôi thì nó đã bảo là y đà rồi đấy à mình nghe nó nói là y đà Thế tại sao nó biết đấy nó là yên đà bởi nghe mẹ nó nói như thế nó phát âm lại đúng như thế thế chưa thì nó làm gì được học chữ đâu, nó làm gì được biết chữ à thế nhưng mà nó nói y đà rất rõ ràng đấy à đó mình nghe mình còn ngạc nhiên cơ đấy. à vậy thì ừ. à cái cách nói truyền khẩu của người nga ấy, đấy à, người lớn trẻ con nó dạy nhau thì nó thành cái câu đó từ bé rồi à, không cần học nó cũng nói được rồi đấy đó thế vậy thì bây giờ chúng ta là học chẳng qua gì chúng ta học có chữ thì nó sẽ học nhanh hơn nó đấy đó y đà y đà y đà đồ ăn đồ ăn nói chung y đà đấy chúng ta có từ yupka. cả yupka cả là cái váy Yupka cả À đấy. À, chúng ta có từ yolka. Yol. Yolka. Yolka. Đấy, yolka là cây thông năm mới đấy. Yolka. Chúng ta có từ da yurta. Yurta. Yurta là cái nhà này, cái nhà của người du mục này, đấy. Cái nhà này bằng da thú này, ở bên trong có cây gậy xong bắt đầu là người ta làm thành cái nhà như thế này đấy, xong người ta buộc dây lại cho gió nó khỏi đổ. À, gọi là yurta. 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 Da? yurta. Yurta, da. Yurta. 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 Вот chúng ta có từ rumka. Rumka. Rumka là cái gì? À, bây giờ đọc lại nào. Yam. Yam. Miot. Miot. Rasiya. Rasiya. Inot. Inot. Ida. Ida. Yupka. Yupka. Yolka. Yolka. Yurta. Yurta. Rumka. Rumka. Rium À đó được 29 chữ cái rồi, chữ cái số 30 nè. Chữ cái số 30 của chúng ta đó là chữ cái xia. Xia. Đấy, đó. Chữ cái này gọi là chữ cái xà. À nếu như cái chữ cái này của chúng ta đó là chữ cái sha. Sha. sh sha mà chúng ta phát âm Chà. này này. Đấy. À chúng ta phát âm âm sha sha. Đấy. Thì chữ cái này của chúng ta đó là chữ cái xia. Thế làm thế nào để phát âm được chữ này? phát âm chữ này bằng cách chúng ta phát âm âm shi và nói nhanh sang a shia và chúng ta sẽ bật hơi ra nhanh shia shia đồng thời chúng ta mở rộng miệng ra mở rộng miệng ra nếu như à, nếu như âm sa tròn môi thì âm shia là hai khóe miệng sẽ kéo rộng sang hai bên à đó à, tác vụ đó là âm shia à, cái âm này chúng ta sẽ nói trong cái từ shika 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 đó là cái má, shudka, shudka, shudka đó là Shurka. cái bàn chải, à, Tiếp theo chúng ta có từ shi, shi đó là món canh bắp cải đấy, canh bắp cải chua. À, chúng ta mua bắp cải chua ngoài chợ về, xong sau đó chúng ta nấu nước xương lên, à, cho khoai tây vào, à, đun độ khoảng à, 10 phút đấy xong sau đó chúng ta bóc cải tươi ăn cải chua chúng ta thái nhỏ nhỏ ra ngắn ra xong cho vào đây là đun sôi lên thế là nhấc ra ăn được thôi đây là món đó người ta gọi là shi shi đấy shi shi à thế chứ nào và đây là món bors 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 là cũng như vậy nhưng mà không cho bắp cải chua mà cho củ cải đỏ đấy à, thì gọi là món bors thế và chúng ta nhìn bors. thấy ở trong trong các món canh của nga ấy, À, thường thường nó có cái à, cái trắng trắng này này đấy à, đó cái váng sữa này đấy có cái gọi là sữa smitana. chua sữa chua nó gọi là simitana, đọc là simitana, 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 thế nào đấy đó smitana. thực chất nó là sữa chua nhưng mà nó không có đường thế còn chúng ta ăn ở sữa chua thì là nó có đường đấy gọi là sữa chua nó có đường để cho nó dễ ăn thế còn à, cái sữa chua không có đường thì nó à, cái lượng đường nó không có nó làm bằng cái sữa không có đường thì thành thành smitan này đấy đó à, người nga ăn canh phải có smitan y như kiểu người việt nam ăn canh thì phải có mì chính đấy đó nếu không có śmietan người ta không cảm thấy ngon à đó à, tác bột. đó là chữ cái xa của chúng ta về nguyên tắc ra đối với người việt nam chúng ta nói không quan trọng lắm xa hoặc là xa đều đều chúng ta đều nói được À, và chúng ta cứ nói đúng câu đúng giai điệu đúng cái điệu là người nga người ta hiểu được chứ cũng không dứt khoát là cứ phải phát âm thật chuẩn cái âm này đấy à, chúng ta nói chuột cả shika cả đấy shika shi". shi và bors bors đấy shi shi và, và bors à đó bors bors à bột tiếp theo nào chúng ta sang chữ cái số ba mươi gần hết rồi đấy cái số 31 còn hai cái dấu nữa là hết à đây chúng ta chữ cái chờ như chờ tr che Trong tiếng Việt ấy. đấy à ví dụ như trong cái từ trân trọng à thì chất ra thì người việt nam chúng ta có âm nhưng mà không phát đấy à, ví dụ như người việt nam, người hà nội chúng ta nói chờ chờ che và chờ chờ xe hát chờ nhẹ đều giống nhau hết đấy à đó à, thế cho nên là uh, người việt nam chúng ta là khó phát cái âm chờ này chờ nặng này đấy à đó à, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói thử nào chúng ta có từ ru chka ru chka ch chka 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 ch ch chúng ta có từ check Check. 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 là cái sách. Check. là cái bút này. Hoặc là cái tay cửa cũng gọi là rúchka Đấy. Ruchka. Tiếp theo là Uchepnik. 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 là quyển xe giáo khoa. Nhìn xe giáo khoa của họ đóng đẹp không? Đấy. Tất cả đều là bề cứng rất đẹp đúng không nào? Đấy. Uchepnik. 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 Chúng ta có từ Uchepnik. Uchepnik. Đó là nhà bác học. Uchepnik. À đấy. Chúng uchuny. ta có từ Pochta phố thị đó là biêu điện đấy phố thị uchennyk uchennyk cậu học sinh -e dacha dacha đó là nhà nhà vườn đấy nhà vườn nhà nghỉ ngoại ô đấy đọc lại nè ruchka ruchka uchebnik uchebnik uchony uchony phốtta -ch phốtta -ch -ch chek chek uchennyk uchennyk dacha À, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem dấu cứng trước dấu cứng của chúng ta thì à, chúng ta rất ít gặp ở trong từ có thể nói là nếu các em giao tiếp hàng ngày các em có thể là à, chẳng mấy khi các em gặp đâu à, những cái những cái chữ mà có có dấu cứng đấy à, các em chỉ gặp hay gặp nhất đó là cái quảng cáo này, này. À, cái quảng cáo này các em thấy nó dán ở trên tường trên cột điện à, ở cửa ra vào đấy à, đó à, nếu các em ở chung cư thì đi xuống ở chỗ cái bảng điện người ta hay dán lên cửa cái bảng điện ấy, đấy à đó hay cái cái cái, cái tủ sắt ấy, đấy đó những ừ. cái chữ ví dụ là tôi bị mất con mèo ai nhìn thấy báo cho tôi đấy hoặc là tôi muốn bán một cái tủ lạnh à, ai muốn mua thì gọi điện cho tôi theo cái số này đấy đó thì cái này à, cái tờ giấy này, này nó gọi là abbrevli à, ở trong cái từ này nó có cái dấu cứng thế vậy thì cái dấu cứng ở trong từ nó làm cái nhiệm vụ gì dấu cứng trong từ này nó làm nhiệm vụ nó tách hai cái âm này ra đấy nó đọc cái âm này thành là ab sau người ngắt Xong ừ. rồi, dập lìa nhé Đấy, dập lìa nhẹ. Áp bờ, lìa nhé Thế ab vậy đi. thì khi đọc nhanh nó vẫn liền vào nhau. Áp dập lìa nhé Thế vậy thì người Việt Nam chúng ta là gần như chúng ta không phân biệt rõ về cái âm đó. Cho nên chúng ta cứ đọc bừa. À, coi như không có nó. Đấy, chúng ta cứ đọc áp dập lìa nhé Thế là xong. Em chưa nào? Đấy. Đó, áp dập lìa nhẹ, áp dập lìa nhẹ. Áp à, lìa nhé. Đó, thì có nghĩa là cái quảng cáo. Đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian nhiều hơn để chúng ta à, phát âm cái âm l mềm này. Đấy, đây chúng ta có cái giống mềm dấu mềm nó làm cái gì vậy dấu mềm nó làm mềm hóa phụ âm đấy nó làm mềm hóa phụ âm vậy thì khi nào nó làm mềm hóa phụ âm ví dụ chúng ta có cái từ của chúng ta là từ mat mat thì đó là cái nước chiếu tướng nước chiếu cờ hết chiếu hết đấy gọi là mat hoặc là cái từ mà nó từ chỉ chúng ta chỉ một cái từ tục nào đó thì chúng ta gọi là cái từ mặt đó là cái từ tục đấy không nói cái từ đó đấy à thì là mat thế và chúng ta khi thêm dấu mềm vào thì thành từ mat mat mat, mat". à thì lại có nghĩa là bà mẹ cái bà mẹ trong giấy khai sinh của chúng ta đấy à thế các em bảo là mama mi mát này nó khác gì nhau mama thì câu gọi thường hàng ngày ở nhà chứ không dùng cái câu đó ở trong văn văn bản giấy tờ à, trong văn bản giấy tờ thì gọi là người mẹ người mẹ thì là mặt à, vậy thì phát âm nó khác nhau như thế nào nào mặt mặt đây là mặt 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 đấy à tiếp theo chúng ta có từ uh, sim mia sim mia sim là gia đình sim Simia. Simia đấy. Và bây giờ chúng ta tập trung vào phát âm cái âm Palima. Palima đấy. Chúng ta biết rằng palma. trong tiếng Nga có từ à, à, có âm L cứng trong từ polka. Polka. Pol, l, l, polka. 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 Polka đó là gì nào? Đó là polka. cái giá sách, cái giá sách đấy, cái giá sách. Thế và chúng ta có từ Polika. Poli. Đấy, em nghe thấy

à đó nếu chúng ta nói chữ ly thì cái đầu lưỡi của chúng ta nó sẽ nó sẽ nằm ở giữa hàm răng cửa trên và dưới và nó hơi bị kẹt vào đấy li ly, ly thế vậy thì khi chúng ta nói cái từ pol đấy pol thì chúng ta để lưỡi vào vị trí phát âm âm ly pol pol polica polica, polica đấy. À, đúng rồi đấy. à nếu mà các em nói tiếng nga mà muốn nói tiếng nga hay thì các em phải luyện được cái âm l mềm này đấy à có thể nói đến 90% các bạn À, người Việt Nam ở Nga kể cả các bạn sinh viên kể cả các bạn mà à, ở nga lâu năm rồi mà không để ý đến chuyện này thì các em sẽ không phát âm được âm l mềm nhưng nếu các em nghe lý thuyết một lần sau đó các em luyện thì các em sẽ nói được đấy đó mà muốn nói được hay thì các em phải nói được âm l mềm bởi vì âm l mềm rất hay sử dụng ở trong các lời nói của tiếng nga à, chúng ta có câu hỏi ở ngoài chợ rất hay dùng đó là skolik 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 tối à cái này giá bao nhiêu tiền đúng nào? School kể từ tối ít. À thì có nghĩa là à, trong này các em hay nói school cả. School thành n luôn rồi. Đấy. À, tất nhiên người ta vẫn hiểu thôi bởi vì nó không lẫn với âm khác. À thế vậy thì cái đấy tùy các em nhé. À, nếu như các em mà cần muốn nói hay thì các em luyện chữ l mềm này nó thành chữ ly. Đầu tiên nói thành chữ ly, sau đó rút cái âm ly đi. Đấy. School ly, school Scoli, 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 Sau đó skolica, chúng ta bỏ cái âm li đi, skolica. đấy, bỏ cái âm i đi thì nó thành chữ scoli, le, le, scoli, scoli. À bây giờ chúng ta sẽ nói cái từ cây cây cọ này, cây cọ này là palma 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 Đó. À thì bây giờ chúng ta có hai cái từ này, polka là cái giá sách và polica là cô gái polka. người Ba Lan đấy. À polika 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 à thấy chưa? Đấy, bắt đầu. À thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng học xong tổng cộng được 33 chữ cái của chúng ta rồi. À bây giờ mời em sang học các câu chào hỏi trong ngày. Đấy, à, câu chào hỏi ở đây thì đã phiên âm cho em rồi để cho em dễ đọc nhé. Có điểm tựa này. Chúng ta cùng học nào. À chúng ta có từ chào khách hàng zdrastvuyte. Zdrastvuyte. Đấy, quota. Zdrastvuyte. Này nào, zdrastvuyte. Здравствуйте. À, chúng ta nhìn thấy đây có âm vờ, chúng ta bỏ qua không đọc đấy. Âm vờ là một âm câm, cho nên nó có viết ở đây nhưng mà nó không đọc. Thế vậy thì đối với những cái người mà ăn mặc trong trang trọng lịch sự, à, có tính gì công việc, người ta sẽ chào nhau như vậy đấy. Hoặc là bây giờ chúng ta, em là cô gái này, em đến một cái văn phòng, cần nói chuyện với một cái ông phụ trách nào đó, đó chẳng hạn đấy. Thì em sẽ nói là gì? vui Здравствуйте. 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 À, đó. Thế còn đối với bạn bè chúng ta nói thân thiết với nhau. À đúng không nào? Như là chú nhím này gặp uh, cô bướm bướm thì nói Здравствуйте. 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 xin chào. Đấy, hoặc là các bạn gặp nhau các bạn nói Привет. Привет. Привет là gặp nhau thân thiết nói vậy đấy. Đà, đúng không nào? Em nói lại một lần nào. Здравствуй. Здравствуйте. 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 Привет. À chúng ta lưu ý đây có âm zd, zd. Здравствуйте. Здравствуйте. À đúng. Không? Chứ không phải dr à đúng đấy. À đúng. Có nhiều nói drastvuy là sai. Đấy, nói zd zd zd. Здравствуйте. Так вот, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói những câu, nói câu chào hỏi theo cái thời điểm ở trong ngày nào. Thời điểm ở trong ngày của chúng ta, chúng ta nhìn thấy đây này. Đấy, à buổi sáng, đây là bình minh này, chúng ta sẽ chào Доброе утро. Đọc này. Dobre, Dobre dê dê utra. utro. Dobre utro. Dobre utro. À, buổi sáng một anh chàng hơn hơn hãy chạy đi làm thì anh bạn chào. Dobre utro. Dobre utro. À đúng không nào? À thế bây giờ ban ngày. Ban ngày là từ 11 giờ trưa cho đến sẩm tối. Chúng ta sẽ chào. Dobre dien. Dobre dien. Dobre dien. Dien. D, E, N và có dấu mềm thì chữ N có dấu mềm chúng ta biết là đọc thành chữ nhờ. Đúng không nào? Đấy. Ừ à n nhờ à n đọc là nhờ đọc là день день добрый день день đấy добрый день добрый день đấy à đấy chưa tiếp theo nào chúng ta sẽ chào buổi tối đây chúng ta nhìn thấy sẩm tối rồi bật điện lên rồi đấy chúng ta sẽ nói добрый вечер добрый вечер добрый вечер đấy добрый вечер thế như nào đấy à chúng ta cùng đọc lại nào добрый утро

утро. Доброе утро. Утро. bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cách hỏi thăm công việc nè. Cách hỏi thăm chúng ta sẽ có một câu chào hỏi là các dê là. Các dê la Các dê là. Đấy, các công việc thế nào? Gặp nhau hỏi. Các dê là. Các dê À, câu trả lời thứ nhất chúng ta có 5 cấp độ trả lời. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đầu tiên rất tuyệt vời. Cười hở miệng ra. Đấy, à, người ta gọi là cười hở lợi ra. Là vui mừng lắm. Đấy, hôm nay bán được hai ba chục nghìn đô tiền hàng chẳng hạn. À người ta hỏi các như là trả lời прекрасно, прекрасно, прекрасно là rất tuyệt vời. Đẹt, прекрасно, à đúng không nào? Thế, hôm, đè, thế hôm nào mà bán được một nửa thôi thì хорошо, хорошо, спасибо. Câu спасибо là cảm ơn. Спасибо хорошо, спасибо хорошо, Đẹt à nếu hôm nào mà bạn cũng hòm hòm, thành được được rồi thì chúng ta nói normalina 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 li normalina 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 À đúng rồi. Thế tiếp theo nào, nếu mà à, hôm đấy à, cũng à, tạm tạm được đấy, à, nói chung là cũng không không tốt chẳng xấu thì chúng ta sẽ nói nhỉ chia vô. Nhỉ chia vô. Và sĩ bơ vô các địa la Và sĩ bơ vô. Nhỉ chia vô. Đấy. Sĩ -si bơ nhỉ vô. Đã. Thế hôm nào mà tồi tệ lắm thì chúng ta cũng chẳng thèm cảm ơn nên chúng ta nói ai bloh. Ai bloh. Các địa la ai bloh. Đấy. <cười> <cười> ai bloh. <laughs> 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 ai bloh. <laughs> <laughs> bloh <laughs> <laughs> là tồi tệ như thế nào. Đấy. À, bây giờ thầy hỏi em và thầy sẽ chỉ cho em cái câu cần trả lời nào? Các điều là? Spasibo <laughs> blyakrasno Các điều là? Spasibo хорошо Các điều là? Spasibo <laughs> нормально Các điều là? Spasibo ничего ух Các điều là? Ай плохо Ай плохо Đã? Хорошо <laughs> bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cảm ơn và tạm biệt nào. Cảm ơn thì chúng ta sẽ dùng câu спасибо spasiba à ah, spasiba à si babach một nó. Đấy. À chúng ta nói là spasiba. Spasiba. Đấy, thế và người được cảm ơn người ta sẽ nói пожалуйста. 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 Пожалуйста, đấy. Nếu mà chúng ta muốn nói nhanh thì chúng ta sẽ nói l lsta. Lsta. Пожалуйста. 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 А, à, đó thì chưa? Nói như thế nó sẽ nhanh hơn anh thấy. Và tại sao người Nga nói nhanh lista. thế bởi nói tắt đi. Đấy. À, спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Đấy, bởi vì cái từ lui này nó dài. Cái người ta nói list nó nhanh hơn em hả? Đấy. À, tạm biệt nào. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания là À tạm biệt nhá, tức là hẹn gì, hẹn đến cuộc gặp mặt mới. Đấy. À, người ta cũng có thể nói do da 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 встречи. Đa встречи. Đa До Đa Re Đa До Đa À Đa встречи là hẹn gặp lại. Đấy. À, vstri, à đúng không? chúng ta nói là до свидания. До свидания. До встречи. Да, до встречи хорошо. Đấy. À thì bây giờ chúng ta sẽ có các đoạn đối thoại như sau. Đấy. À chúng ta có nói nào. À em đọc nào. Здравствуйте. 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 Как вы? Здравствуйте. Как вы? À vui là gì đấy? Vui là ở đâu đấy? Vui là à công việc của bạn thế nào? Как вы? Как вы? Công việc của bạn ra sao? Đấy. À cũng như cái câu các kia là. Đấy. À chúng ta trả lời là Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. А вы? Хорошо. А вы? А вы? Да? À, vui. Uh, vui. à, vui. Uh, à uh. thế còn anh thì sao? Спасибо. Тоже хорошо. Тоже хорошо. хорошо. Да? À, ở đây chúng ta nhìn thấy trong cái môi trường trang trọng, đồng nghiệp, à, công việc thì người ta gọi nhau bằng vui, đúng không nào? Thì người ta sẽ hỏi các với, các với. Đấy, à đó ví dụ chúng ta nói chuyện với các cô hàng xóm của mình ở trong chợ bán hàng đấy à, nếu người ta mình gọi là người ta là vui thì nó nghe nó trang trọng đúng không nào đấy nếu bố bá thì gọi là tươi đúng không nào đấy à đó các với cà cà à, thế còn thế, thế tại sao các em hỏi là tại sao người nga hay gọi mình là tươi thế bởi vì người ta nhìn thấy mình bé bé lịch con sử. con người ta cứ tưởng chúng ta là trẻ con đấy cho nên nó gọi là mình là tươi em <laughs> chưa đấy đó thế nhưng mà cũng có những người mà người ta lịch sự thì bao giờ người ta cũng hay gọi kể cả như mình như thế nào Chứ nên người ta vẫn gọi mình là vui đấy à thế bây giờ nếu mà các bạn bé bé này gặp nhau thì các bạn sẽ nói với nhau là tươi à chúng ta sẽ nói là privet các tươi các tươi Хорошо. Хорошо. А ты как? А ты а, как? А, 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 ты, а как? ты как? Тоже неплохо. Не пл... Неплохо. Неплохо. Лак, неплохо. Хунтэ. Хунтэ, да? Тоже неплохо. Ты ла Тоже, Тоже неплохо. Да? Давай бы Привет, Привет. Как Привет а Кристина. Как ты? Привет, Кристина. Как ты? Кристина Сайнайса. Привет. Хорошо. Mm -hmm. А ты как? А ты как человек? Тоже неплохо. Тоже неплохо. неплохо. А, да? Здравствуйте. Эм, на. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Спасибо, хорошо. А вы? Спасибо, тоже хорошо. Тоже хорошо. Очень давно ты, да? Спасибо, тоже хорошо. Спасибо, Спасибо. тоже хорошо. Спасибо, Спасибо. Тоже хорошо. Спасибо. А, да? nghe tiếng nga nó phải hơi ngân nga và tiếng nghe nó hay đúng không nào? Đấy, à, chúng nào nói tiếp nào. Tôi tôi không? Tôi tôi không? là, Привет. "Private", "Как ты?", "Хорошо, а ты как?", "Тоже неплохо", "Тоже неплохо", "Тоже неплохо". Thế cho đấy, à, đó. Thế vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã học được uh, toàn bộ xong bằng chữ cái rồi, học được rất nhiều từ mới rồi và chúng ta cũng đã học được cái cách chào hỏi rồi, đúng không nào? Đấy. Đó. À thế bài hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong bài tới. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока. Пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui học tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy chương trình dạy online bộ môn tiếng nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên bấm like và chia sẻ bài xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới